Ở cánh đồng cù lao Long Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lúc này nước lũ đang rút. Đây cũng là thời điểm cuối vụ trứng nước xuất hiện nhiều. Mỗi ngày một hộ kéo được khoảng 800 kg nhưng không đủ bán. Hiện tại thương lái đến thu mua trứng nước tại chỗ với giá 3.000 đồng một ký, giảm từ 5 đến 6.000 đồng so với đầu vụ. Trừ đi các khoản chi phí, một hộ kéo trứng nước có thu nhập từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng một ngày. Do vào thời điểm cuối vụ, trứng nước xuất hiện nhiều nên nhiều hộ đã tập trung khai thác. Rất nhiều xuồng ghe từ các địa phương khác như huyện Phú Tân, An Phú của tỉnh An Giang cũng sang các cánh đồng này để kéo trứng nước, tạo nên những hình ảnh vô cùng đẹp mắt của sự lao động. Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông băng qua đường do đêm tối cộng với sự thiếu quan sát đã bị xe ben tông trúng. Sự việc xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 11 ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Rất mong mọi người chú ý cẩn thận khi đi qua đường hoặc là lưu thông vào ban đêm để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Một cô gái đến cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh mua đồ, thế nhưng do bất cẩn đã đánh rơi thẻ ATM Visa của mình tại đó. Sau đó cô gái này đã nhặt được, cứ ngỡ cô gái này sẽ tìm cách trả lại. Thế nhưng không, thưa quý vị, cô nàng đã dùng chiếc thẻ nhặt được mua đồ, tổng số tiền mà cô gái này mua là hơn 5 triệu đồng. Chủ nhân chiếc thẻ sau khi phát hiện mất tiền đã đến cửa hàng và xin trích xuất camera để truy tìm kẻ tham. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 11, phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy chở một bao tải lớn có dấu hiệu khả nghi. Tổ tuần tra câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa liền truy đuổi và bắt giữ. Trong lúc kiểm tra bao tải, tổ tuần tra câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phát hiện 6 con chó đã chết. Đối tượng khai nhận số chó trên đang trên đường đem đi tiêu thụ. Hiện các đối tượng đã được giao cho công an phường Phú Hòa điều tra xử lý. Trước đó, nhóm hiệp sĩ nhận tin báo của hai nạn nhân bị mất xe tại khu vực trên nên chia nhau rảo trên các tuyến đường. Khi đến tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhóm hiệp sĩ phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển xe Suzuki Sagia màu đen 93E1-20300 chạy tốc độ cao. Sau quá trình theo dõi, các hiệp sĩ đã áp sát đối tượng, khống chế mời về công an phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để làm việc. Đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Phúc, sinh ngày 4 tháng 8 năm 2000, thừa nhận đã cùng với đối tượng Nguyễn Văn Do, sinh năm 1996, cùng quê tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đi lấy trộm xe. Trước đó, đối tượng Do là bảo vệ tại tòa nhà này, nhưng bị cho nghỉ việc, biết chỗ để xe, nên đã rủ Phúc quay lại đây trộm xe. Do giả làm bảo vệ, cắt rào lấy hai xe máy gồm Suzuki và Winner, rồi chia nhau chạy đi tiêu thụ. Trong quá trình di chuyển, Phúc bị bắt giữ, Do đã bỏ trốn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 1 tháng 11 ở Mổ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Đối tượng này sau khi phát hiện chiếc xe màu xanh đang đậu trước cửa nhà không người trông coi, đã nhanh chóng tiến lại gần, bẻ khóa cổ xe và tẩu thoát mà không một ai phát hiện. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đối phó không để công an thu thập được bằng chứng thể hiện việc vay mượn tiền của mình, các tổ chức tín dụng đen thường ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp hoặc chỉ cần giữ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người vay mà không cần làm hợp đồng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa loại hình hoạt động đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Nếu không thể cấm, thành phố đề nghị Trung ương ban hành các quy định bắt buộc để siết chặt hoạt động, tránh tụ tập băng nhóm gây mất an ninh trật tự. Nghề truyền thống bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc có lịch sử hình thành hơn 100 năm, trải qua chặng đường lịch sử hơn một thế kỷ. Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng và bánh phồng Sơn Đốc đã để lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần trên xứ Dừa. Bên cạnh giá trị về kinh tế, nghề truyền thống bánh tráng Mỹ Lồng và bánh phồng Sơn Đốc còn mang tính văn hóa sâu sắc. Vậy là đến thời điểm hiện tại, sau khi nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng và nghề làm bánh phồng Sơn Đốc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã nâng số lượng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở tỉnh Bến Tre lên 4 sau lễ hội Nghinh Ông xã Bình Thắng và hát sắc bùa Phú Lễ. Sự việc xảy ra ở phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị và các bạn chứng kiến, người phụ nữ này vào trong shop quần áo và phát hiện tiền của chủ shop đang để dưới sàn nhà. Người phụ nữ này tiến lại gần và lấy hết toàn bộ số tiền, bỏ vào túi của mình rồi giả vờ mua hàng. Chủ cửa hàng phát hiện mất tiền, đã tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng chị không hề hay biết tiền của mình đã rơi vào tay nữ tặc này. Thế là kẻ trộm ngay trước mặt mà nạn nhân vẫn không hề hay biết. Theo bản cáo trạng, chiều ngày 20 tháng 4 năm 2018, sau khi đi nhậu về, bị cáo Đặng Văn Trung đi ngang qua nhà bà Trịnh Thị Sinh, thấy bà Sinh bị bệnh phải nằm một chỗ nên hắn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Ngay sau đó, Trung dùng vũ lực để thực hiện hành vi của mình và bị bà Sinh chống cự và truy hô kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một người hàng xóm gần nhà chạy đến bắt quả tang hành vi của đối tượng và trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Sau khi xác minh vụ việc, công an huyện Châu Thành xét thấy hành vi của bị cáo có dấu hiệu vi phạm hình sự nên đã khởi tố vụ án. Xét thấy hành vi của bị cáo Đặng Văn Trung là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến quyền, bất khả xâm phạm về tình dục, nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của phụ nữ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam và buộc bồi thường cho bị hại số tiền 13 triệu 900 nghìn đồng. Theo thông tin từ cơ quan công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chiều hôm qua, cơ quan này đã bất ngờ kiểm tra khu đất thuộc sở hữu của ông Đặng Hoàng Vũ, sinh năm 1971, ở ấp Phước Xuân, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đông các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng liền bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã kịp thời bắt giữ và lập biên bản xử lý 25 đối tượng có liên quan. Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 12 con gà đá, 22 điện thoại, 1 laptop, 1 TV, 86 xe mô tô, 1 bộ tài xỉu, 3 bộ cửa sắt cùng số tiền 550 triệu đồng. Được biết, tụ điểm đánh bạc này hàng ngày tụ tập rất đông các đối tượng tại địa phương và các xã lân cận đến tham gia đánh bạc. Ngoài hình thức đánh bạc trực tiếp, thì tại đây còn tổ chức các hoạt động đánh bạc qua mạng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 5 vừa chính thức khép lại. Chiến thắng quan trọng nhất của điện ảnh Việt Nam nằm ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc do Phương Anh Đào trong Nhắm mắt thấy mùa hè. Đây cũng là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Bên cạnh đó, Phương Anh Đào còn tiếp tục tỏa sáng trong Chàng vợ của em bên cạnh Thái Hòa. Bộ phim được bình chọn là tác phẩm điện ảnh Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong khuôn khổ HANIF năm nay. Tuần này, Lang Thang Hát cùng Bùi Anh Tuấn giới thiệu đến khán giả ca khúc Chốn Cũ mang phong cách pop R&B, pha một chút ra lạ lẫm. Đây là một sản phẩm khác biệt với phong cách âm nhạc của Bùi Anh Tuấn trước đây. Ngày đầu tiên, qua bao đất về một niềm đau không tên. Phiên bản song ca của Bùi Anh Tuấn cùng với khách mời là ca sĩ Mai Chí Công trong MV này đã mang đến một màu sắc mới lạ hơn cho Chốn Cũ. Trong đó, Bùi Anh Tuấn cũng lần đầu trải lòng về mối tình đầu gắn liền với hình ảnh sân ga của mình.